Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại là Trung Bonsai đang có mặt tại nhà bác Quyết. Trung Bonsai. Và hôm nay cũng có hai bác ở gần như ngày nào cũng ngoài, ngoài Kim Sơn cũng vào hỗ trợ bác Quyết dọn lại một số cây trong vườn cũng rất lâu rồi. Cũng ghi hình lại để cho anh em. Bác ở chỗ nào Kim Sơn nhỉ? Địa phương à? Và có dịp mà gần nhất thì chúng cháu sẽ ra làm chương trình ngoài đấy. Hôm nay là cũng rất tình cờ là đi đổ ga là gặp hai bác là đang làm cây đây. Vẫn xem các chương trình Nga Liên Thanh Hóa dần trước cái đấy. Vâng. Thì cháu thì ngoài thời gian rảnh rỗi thì cháu cũng đi ghi hình lại. À. Vâng. Đi làm chương trình đấy. Thì các bác ủng hộ phong trào thì cháu đó. Gọi là gần như là giỏi lắm chỉ cách. Nếu mà đi vắng khoảng 2 ngày thì lại xem vào Trung Bonsai. Và thấy cũng đáo đỏ, đáo đỏ. Đây các bác dọn lâu chưa? Dọn từ sáng rồi à? Từ hôm qua. Từ hôm qua rồi nhá. Đây này, ghi hình lại nhá, vì là do là không nắm bắt được chương trình nên không quay được lúc các bác đang chỉ sửa cây. Còn một số chi tiết nữa thì Trung Bonsai sẽ quay và gửi tới các anh em trên cây trên giàn nước. Những cây xanh rất là già. Quyết mua từ lâu rồi. Đây là nhân viên của Di Sút à. Giới thiệu với các bạn là bác Huỳnh nhá. Chắc là một nghệ nhân của Kim Sơn rồi. Cũng ở tổ cái Nhung Lưu ấy. À vâng, vậy là trong trong tổ bác Lưu. Thì chúng cháu đây hôm qua mới đại hội ở bên này mà. Một trong những cây trực quyền nhỉ bác nhỉ? Đây là trực quyền. Cây này già lắm, ngày xưa là đẹp lắm, do để đây chắc là nó cớm. Đang lại chuyển ra thống. À đúng. Bác có ý định gì về cây này không? Có đánh... Nếu mà chuyển được khác đỏ thì dốc xuống. À vâng. Không chuyển được cái thống. Vâng. Cái cây trực có vẻ nó cũng hơi đảo nhỉ? Có phải thu bớt lại không? Không, cây này bởi vì các bố mày đã làm cũ thế này rồi. À vâng, ta tận dụng đi. Mình phải tận dụng cả quả phúc đều to vậy. Vâng. Bỏ cái này thì không được. Cái này đỡ đá ra là hợp lý rồi. Để đá nhỉ, nó lặng lề quá. Không, nhưng mà cái đá của vị các vị trước nó lung tung quá. Nó như là ngồi xếp vào ấy. Vâng. Thế thì ta cứ giải quyết thôi. Thế ta cứ giải quyết sang cái thống. Vâng. Rồi rồi thì bác Dịu bác cũng sửa sang được cái vườn cũng mất phải tầm tháng rưỡi đấy. Đấy bác cũng ra hay ra đấy. À vâng. Thì cháu gần nhà bác Dịu mà. Thì bác rủ ghé ông cháu chơi, tham quan vườn động viên tinh thần chúng cháu tí. Đang trẻ nó còn. Cái vườn đấy chú quay nhiều chứ. Vâng, cháu quay cũng nhiều. Cây cóc vàng cũng. Vâng vâng đúng rồi. Vậy là bác cũng theo dõi gần như là đã bảo chứ. Không phải nói lệnh. Mà mình đã xem là mình bảo mình xem. Không, chúng cháu vì chúng cháu quay cũng đang còn kém lắm nên là cũng dùng điện thoại thôi, nhưng mà cũng vì đam mê cây mà. Không, cái quay thì nói chung nó phải quay tổng thể như vậy. Và những cây ví dụ như cây kỹ thì những cây vừa thì sơ qua thì tí, nhưng những cây kỹ của họ thì chú lên quay kỹ hơn nhỉ. Và xung quanh cho khán giả. Đúng rồi. Người ta nhìn tí thì tự nhiên người ta đang thích cái cây này xong chú quay để mắt ví dụ vậy. Và thì đúng rồi. Thì đôi khi cái đấy thì chúng cháu cũng tiếp thu rồi. Mà hình như là hôm nào chú đã ra nhà xếp rồi sao mà thành rất là rẻ nhé, nhưng mà vì chăm là không nuôi được bộ răm này. Ông ấy, ông vắng đi vắng mất mấy tháng rồi đây. Và ngày xưa là bác Quyết bác cũng đầu tư mấy trăm triệu tiền cây đấy đấy. Đang làm vườn nhà thắm mấy vườn đấy thôi. Và méo những cây xanh rất rẻ. Và đã sắp lên đơn này nữa là
Giới thiệu với anh em trên cây một cây xanh Nam Điền nhé. Cái này thì già quá rồi, cũng mới được chỉnh trang lại. Hôm nay là các cụ ở dưới xóm 6 đang mừng thọ. Bác gọi cháu đằng dưới đấy đi chứ. Bác đang hoa các bác ở bên này làm rồi. Vâng. Tác phẩm song thụ cũng được cắt gọn này, đang tạo bông tạo tán nhé. Các bác có thường xuyên vào nghe sơn không ạ? Hay vào lắm, vào lắm vâng. Nhiều chứ. Cây trông đẹp không? Đẹp. Vâng vâng, nói chung là dọn ra thế này thì cây nó rất là sạch sẽ mà đẹp. Đẹp không? Thì đây là... lên màn hình đẹp đấy. Các bác lên màn hình thì nó cũng đẹp đấy. Thằng nét. Nét đúng không? Thì cháu lại thích cây nhỏ nhỏ này này. Ừ, đúng. Vâng. Giới thiệu với các bác nhé, không anh em là không phải là chỉ có đam mê cây nhé, mà bác Quyết còn đam mê đồng hồ cổ, một trong những người chơi đồ đồng hồ cũng có tiếng của Nga Sơn. Đồng năm rất là nhiều đồng hồ nhé. Địa chỉ là xóm 8 Nga Niên, Nga Sơn, Thanh Hóa nhé. Với những chiếc đồng hồ bác tự tay về là sửa sang từng con ốc lại. Anh em có yêu đồng hồ cổ thì cứ liên lạc trực tiếp với bác Quyết hoặc là chung con sai để nắm rõ hơn về số điện thoại nhé. Bán hữu nghị nhỉ. Đây chắc là một cây trực quyền tử nhé. Đã tiếp tục với xanh. Các bác liền chất đấy, Hà Phong này. Cháu thì cũng ít thời gian, có thời gian rảnh lắm. Rất anh em mời đi quay các vườn rất là nhiều. Nhưng mà vì đặc thù là công việc của cháu nó không đi được xa. Nhưng thỉnh thoảng lên hình chúng một tí. Cũng có thỉnh thoảng thôi. Vì đam mê cây mà. Cái này mà nào làm cây song siêu thì được, mà nó lại ba ấy nhỉ. Đâu? Đây này, cây này. Hiểu có lên bỏ cái tay này không làm cây song siêu vật không bỏ được không? Không bỏ được. Thì nó bởi vì nó ngửa đằng sau ngay. Bởi vì trước đây công đã lấy như vậy rồi. Chứ cây này nó đanh cây đấy, già. Chứ bỏ đi bây giờ là nó phí đúng không? Nó ngả hết một chiều chứ. Vâng. Nó ngả hết một chiều. Là hôm nay vừa thay đất vừa sang hôm nay làm cái kia thôi. Thì chính là trước đây cái cành đến đây này. Vâng. Bố cắt, bố này làm nào sau rồi. Đây chuyển lại ra một tí thì... Vì theo tôi nghĩ là cây này nó đang ăn về mé này là nhiều. Cái này chỉ vắt một lên một hình thức một cái trực đơn giản là cây này. Nhưng cây này nó không ăn về bên này mà lại đuổi về bên này thì... Cây này nó đuổi hết về đây cơ mà. Nhưng mà bây giờ mình phải làm theo cái nhu cầu của người cụ. À vâng. Nói chung là vẫn phải do chủ rồi, mình làm thì vẫn theo ý chủ rồi. Nhưng với chúng cháu thì cây này chúng cháu sẽ làm rụt rịt lại ngay. Không để như thế này được. Vì những cái này nó rất... Tất nhiên nuôi lại nhưng mà đây có những cái mầm cũng là trước nó đã lẩy hết ra rồi. Như ý rồi. Thì sẽ chính, nắc lại hết. Chính cành hoành này này. Nó đang đuổi ra này. Vâng. Cái thằng này phải nắm đi. À. Nó khỏe cây hơn. Đấy. Nhưng mà trước các ông đã đưa những cái tay ra. Nhưng mà ý ông hòa thì cứ... Tức là ý cho chủ thôi. Chứ mình... Hôm qua ông định cắt cái này. Ông bảo thì cắt cái này thì không cho cắt. Bởi vì cắt cái này không cắt hòa. Cắt phí. Nó không hòa cái này. Vâng. Chống hết độ này này.
Vâng, đúng rồi. Nhà cháu ngay dưới đoạn dưới đây mà. À. Bác rỗi xuống cháu chơi tí. Nào. Vườn cháu dưới. Nếu rỗi thì phải xong. Vâng. Đấy. Dây đen nó mềm lắm. Làm là tận dụng được. Còn rất nhiều tác phẩm đang được định hình tạo tác nhé, anh em nhé, chiêm ngưỡng lại nhé. Kỳ lộc vừng, lộc rất là đẹp. Ngày xưa mua cũng rẻ thôi, không đắt đâu. U cục. Mình cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo nhé. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì nhớ đăng ký ủng hộ để nhận video mới nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn các bạn video tiếp theo.